Đây cái tàu hộ phách này. Nói chung là tình trạng là mới tinh, nhưng mà người ta có sử dụng rồi này. Có sử dụng. Cái dạng sử dụng này là dạng người ta hút thử ấy. Thử một vài lần thôi. Đây là cái sản phẩm hộ phách của Nga, vùng Kaliningrad, chúng ta xem. Cái đầu này thì bọc kim loại này màu vàng. Đầu này chúng ta nhét thuốc vào đây này. Đấy.